Ừ, Sư hoan hỷ chỉ cho con cách tạo phước hàng ngày Con là người cư sĩ tại gia hàng ngày Con chỉ biết niệm Phật nghe Pháp Và không để thân khẩu ý khởi niệm ác hay suy nghĩ ác Có tiền thì con còn bố thí làm phước Người cư sĩ tại gia đó ừ, Chúng ta có 10 cái nhân sanh phước Đó là gì? ủ thí, dự giới, hành thiền, từ pha quá na tức là phát triển tâm, phát triển tâm thì chúng ta nên hiểu hành thiền ở đây là bao gồm chỉ và quán, ừ. rồi cung kính, dụ, à, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp và sửa sang chi kiến cho đúng. Thì đây là 10 cái nhân sanh phước mà một người cư sĩ tại gia đó. Khi quý vị làm những việc này, tức là quý vị đang tạo những cái công đức. Không bắt buộc là quý vị phải làm đủ cả 10. Nhưng mà đây là một cái lời gợi ý để quý vị tham khảo. Và khi chúng ta làm những cái điều này đó, chúng ta sẽ tạo nên nhiều cái công đức cho chính bản thân mình.